Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Kiên, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, cùng 7 bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên, trong vụ án này, đấu thầu trang thiết bị dạy học cho các trường trung học phổ thông sai quy định, gây thiệt hại của nhà nước 7,5 tỷ đồng. Bị can Đinh Văn Hữu là người khởi xướng, bị can Nguyễn Văn Kiên là người thực hiện hành vi phạm tội với vai trò tích cực. Các bị can còn lại là thực hiện hành vi và giúp sức. Hành vi của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Với hành vi phạm tội như trên thì bị can Nguyễn Văn Kiên và 7 đồng phạm bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 3. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6, sớm hơn gần 2 tuần so với năm ngoái. Các thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi vào ngày 27 tháng 6, làm bài thi từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 6, 30 tháng 6 là ngày thi dự phòng. Kỳ thi gồm 3 bài thi độc lập, toán, ngữ văn, ngoại ngữ, cùng 2 bài tổ hợp là khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học và khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông, hoặc lịch sử, địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên. Phương thức tổ chức thi và các quy định cơ bản như ra đề thi, trông thi, chấm thi, cách tính điểm xét tốt nghiệp, phúc khảo, về cơ bản giữ nguyên như các năm 2021 và 2022. Sáng nay, đại diện UNESCO tại Việt Nam đã trao bằng công nhận Ma Nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn là di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức Thế giới, khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho thành phố Đà Nẵng. Bia Ma Nhai Ngũ Hành Sơn là những tư liệu cực kỳ giá trị đặc sắc, thể hiện rõ tính giao thoa, hòa điệu về kinh tế, văn hóa, xã hội giữa các quốc gia như Nhật Bản, Trung Hoa, Việt Nam, tại Việt Nam từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19. Ma Nhai là các tác phẩm trên đá độc đáo ấn tượng, là một hệ thống gồm 78 văn bản bằng chữ Hán và chữ Nôm được khắc trên vách đá và hang động của danh thắng Ngũ Hành Sơn. Với nội dung đa dạng, hình thức độc đáo cùng nhiều thể loại văn học của các vị vua, quan, triều Nguyễn, cao tăng, tri thức, có niên đại trải dài từ nửa đầu thế kỷ 17 đến thế kỷ 19. Nguồn di sản tư liệu này có giá trị trên nhiều phương diện, phản ánh nhiều mặt, không chỉ với địa phương mà cả đất nước trong thời kỳ phong kiến. Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.